Xin chào các bạn, nếu các bạn chưa đăng ký kênh thì chưa đăng ký để cập nhật những video mới nhất mình chia sẻ trên kênh. Trong video hôm nay mình sẽ dẫn một cái dự án Eros đến từ DeFi Dot Token. Tham gia Eros này thì mọi người sẽ vào link dưới phần mô tả cho mình. Sau đấy mọi người sẽ làm các nhiệm vụ trên Telegram của chúng mình nhé. Sau khi vào đây mọi người sẽ bấm bắt đầu. Tiếp theo mọi người sẽ nhập mã captcha cho mình. Ok, tiếp theo mọi người sẽ làm các nhiệm vụ cho mình. Ở đây mọi người sẽ bấm Telegram Task này. Rồi, ở đây mọi người sẽ follow, join vào kênh Telegram. Bấm tham gia cho mình. Sau đó mọi người nhập mã captcha cho mình nhé. Mọi người đợi một lát, nó sẽ có cái mã captcha này. Đây 8 đúng không? Ok. Đó, quay trở lại. Mọi người sẽ bấm Don. Rồi, tiếp theo bấm Twitter Start cho mình. Ok, ở đây mọi người follow kênh Twitter cho mình này. Ở đây mọi người sẽ bấm theo dõi cho mình. Rồi sau đó quay trở lại Telegram. Mọi người sẽ bấm Don. Đây này. Retweet và comment cộng hashtag này cho mình. Bấm sao chép này. Rồi sau đó bấm mở cái bài đăng này lên. Ở đây mọi người sẽ bấm bài đăng này, mọi người bấm thích này. Sau đây bấm retweet này. Mọi người bấm vào thích trên tweet, mọi người có comment và ok, sau đây bấm tweet lại. Rồi, đồng thời bấm tweet xem. Ở đây bấm sao chép cái link này cho mình. Rồi quay trở lại Telegram. Ở đây mọi người sẽ bấm Don này. Rồi. Sau đấy một copy profile link kênh Twitter của mọi người. Sau đấy gửi vào đây cho mình. Bấm gửi mình. Ok. Tiếp theo nhiệm vụ Medium Task mọi người mở lên. Ở đây mọi người follow kênh Medium cho mình. Dự án này list ở trên Hotbit mọi người nhá. Khá là ngon đúng không ạ? Rồi ở đây mọi người follow cho mình. Rồi sau đó quay trở lại Telegram. Bấm vào Don cho mình nhá. Ok. Collab và comment Medium Start. Tiếp tục copy cái hashtag này. Rồi sau đó mở cái bài đăng này lên. Rồi bài đăng này mọi người kéo xuống dưới, mọi người collab cho mình ở đây này. Rồi bài đăng này mọi người kéo xuống dưới, mọi người bấm collab chỗ này cho mình nhé. Mọi người collab cho mình khoảng 50 phát. Rồi sau đây mọi người sẽ bấm một comment cho mình. Mọi người gắn cái hashtag vừa copy xong. Comment này. Mọi người gắn cái hashtag vừa xong nhá. Đây mọi người sẽ bấm vào đây mọi người bình luận cho mình nhá. Gắn cái hashtag vào. Rồi sau đó bấm vào Blackboard. Ok, sau đó quay trở lại Telegram. Ở đây mọi người sẽ bấm Don cho mình.
đôi này Thì mày. mẹ như tôi thề với các bác, mở nồi cơm ra lại một quả bánh bao to thủ chẳng mà thơm phức, mà phải kể với các bác ngày tôi là Ok, điều kinh ở đây khủng mà khủng, mà copy riêng cái cái profiling quả kênh bánh Medium bao của ở mọi người trong nhé. nồi cơm của nhà bác ấy, mẹ giữa 12 giờ Thì mọi chiều người sẽ vào kênh đang Medium gọi của món mọi cào người. ấy thì nó phải nói là cực phẩm. Thế xong rồi lúc Sau về đấy bật nhà bác bấm trở thấy lại không này. ai mời mình ăn, các bác ở giữa éo chịu được. Thế xong rồi tôi lưng thưng xin phép các bác này, hôm nay cháu đi về, mất chai còn bỏ lại xem tí nữa. Thế tôi nghĩ mở món cào Mọi ra copy mà còn cháu ở lại profiling ăn kênh thì Medium của cháu mọi người xem sẽ còn được gửi vào về đây cho cho các mình nhé. nhà bác ăn này. Thế tôi về tôi mới hỏi mẹ là mẹ ơi, mẹ biết là bánh bao có thể nấu ở trong nồi cơm không? Thế rốt cuộc thì sau cái vụ đấy tôi cũng chưa nhìn thấy cái bánh bao trong nồi cơm bao giờ nữa. Anh em ạ, đấy là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng. Thế chính vì thế hôm nay tôi mua bột, mua được các thứ để tôi tái hiện lại cái món đấy, làm lại cái món hồi xưa mà tôi từng chảy nước dãi đấy. Má, thắc mắc là nặn sao dính tay, thế anh biết nữa. Người ta cứ bảo nặn đến khi nào mà không dính tay là chuẩn, đổ 30 ml Ok. dầu vào tôi đổ đến 6 Tiếp theo mọi người sẽ bấm vào ml mà kênh lợn nó vẫn còn tái, Intram, không biết là mọi người mày sẽ mở lên. là Mọi mày người có follow nhớ kênh là Intram bao cho nhiêu mày. chưa loại được bột rồi, cũng lâu lắm rồi anh em ạ. Làm đúng theo hướng dẫn nhé, không bỏ bước nào có Bấm ủ theo mới dõi là này. có để Sau bột quay trở chín lại ra bấm ngoài. đun. Xong thấy nghi nghi rửa tay ra xem lại công thức mà không xem ở Google Tiếp nữa. theo Thì mọi cái người quay em mới thấy là sẽ cái gửi gì, profiling tôi kênh lâu lâu Intram làm của mọi cuối người. cuối Mọi tuần copy tôi đây cũng nhé. phải Mọi người ra sẽ tay vào mà kênh tôi Intram lại của mọi thấy người là này. tay của tôi loạn đi luôn. Sau đây Tôi bấm làm trở như lại thế này. hẳn luôn ấy mà không bị dính tí gì luôn. Tiếp Xong theo rồi bấm vào sao phần giờ, ba gạch cho sao này. giờ? Thế tôi cũng Ở ủ đây có mà không biết username là đây, tôi mọi người phải nhớ làm username này. sao Sau quay để trở tôi lại có thể tự tin mà tôi Telegram, làm mọi được copy cái cái này. link này cho mình. Mọi người Thế xóa thì dòng chữ đằng tôi sau này, mọi người sẽ gắn username của mọi người vào đây. Sau đây gửi vào đây cho mình nhé. Ok. Tiếp theo mọi người sẽ bấm vào đây mình, submit data. Ở đây mọi người sẽ gửi địa chỉ ví ETH ở trên ví Trust Wallet hoặc là ví MetaMask của mọi người. Copy địa chỉ ví Ethereum. Bấm sao chép, sau đó mọi người sẽ gửi địa chỉ ví Ethereum vào đây. Rồi bấm gửi. Ok, như vậy chúng ta đã hoàn thành các nhiệm vụ bấm referral link. Ở đây mọi người sẽ có một cái link red mọi người chia sẻ bạn bè người thân kiếm thêm token này nhé. Ok, như vậy là mình hướng dẫn mọi người dự án đến từ Defindo. Cảm ơn mọi người xem video, tạm biệt mọi người. Hẹn mọi người những video và dự án tiếp theo.